Con đi học đây à? Ừ, nãy đây mẹ bảo con. Từ giờ nhá, lần này là lần thứ 10 mà con chuyển trường rồi đấy. Con phải chịu khó học hành mà, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Từ lần này mà con để nhà trường gọi cho mẹ một lần nữa là mẹ cho ở nhà chăn lợn, nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi. Con đi học đây. Ừ, con đi đi. Vâng ạ. Chào các em, hôm nay thì lớp mình sẽ chào đón một thành viên mới. Vào đi em. Đây, đây là bạn Hằng Hóng Hớt, sẽ là thành viên mới của lớp mình. Chúng ta cùng chào đón bạn nào. Yippee. Rồi, cô mời bạn Hằng về cạnh chỗ bạn Bình ngồi nào. Em không thích ngồi với bạn ấy đâu, cô cho bạn ấy ngồi chỗ khác đi. Thôi, được rồi, em cho bạn ngồi tạm hôm nay, để ngày mai cô sẽ sắp xếp lại chỗ cho các em sau nhá. Hằng về chỗ bạn Bình ngồi cạnh đi em. Vâng ạ. Chào cậu nhá, tớ tên là Hằng Hóng Hớt. Tớ không chào cậu. Của mình. Cái gì ấy nhỉ? Vỏ chuối à? Mẹ sư, thằng nào dám vứt vỏ chuối ra để bẫy mình hả? Là em vứt ạ. Chị có sao không? Vứt vỏ chuối ra để bẫy chị à? Em có ăn đấm không? Em không cố ý, nhớ tí thôi mà. Nhớ cái đầu em ấy. Không nhanh ra đỡ chị dậy đi. Để em đỡ chị dậy. Nhanh lên. Làm chị dập hết cả mồm. Thôi đi học. Vâng. Chà chà, cũng thích làm đại tỷ cơ à? Nhìn cũng ghê gớm phết đấy. Này đại tỷ ơi, đại tỷ, em nghe nói bạn học sinh mới kia cũng là đại tỷ của trường cũ đấy. Thế cơ á? Vâng, chắc là do nghịch quá nên bị chuyển trường. Mà chuyển vào lớp nào không chuyển lại chuyển đúng vào lớp mình. Chẳng nhẽ một lớp lại có hai đại tỷ sao? Vâng. Không được. Một lớp chỉ có một đại tỷ, đó là chị. Đại tỷ ơi, đại tỷ, bí bú ngon không? Ngon. Cho em xin miếng. Dèo ơi, kinh tế. Em không ăn đâu. Đấy là em bảo không ăn nhá. Tí lại bảo là chị không cho ăn. Đứng chuyển lên rồi, mỏi chân. Tay không có gì cầm, mồm không có gì nhai. Chà. Ô, có người đến kìa. Này, có đồ ăn ấy thì mau mang ra đây, nộp cho đại tỷ, nhanh lên. Em chào đại tỷ, hôm nay em không có gì ăn, chị cho em đi qua nhá. Thế cái gì ở đây, cái gì ở túi đây? À, cái kéo mút này em mút rồi từ hôm qua, chị có ăn không? Yêu tinh, mút rồi mà còn cho tao. Vào đi. Này, đứng lại. Không nhìn thấy ai à? Dạ, em chào chị ạ. Chị ơi, sắp muộn học rồi, chị cho em vào lớp nhá. Này nhá, học ở cái trường này thì phải theo nội quy của bọn này, nhớ chưa? Đây, em có 10.000, em cho chị đấy. Mày tưởng chị hám tiền à? Chị đầy tiền nhá. Còn gì? Thôi được rồi, chị để nắm chìm lấy đi nhá. Vào đi. Thích tranh chức chỉ đại của tao à? Được rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Hằng ơi Hằng, đại tỷ gửi thư cho cậu này. Có thư cả. Ra sau trường thách đấu, nếu không cậu là kẻ nhát chết. Ký tên đại tỷ. Tớ nghĩ cậu không nên đi đâu, kéo mắc bẫy đại tỷ đấy. Sợ gì mà không đi. Để tớ xem cậu ấy giở trò gì nào. Thế để tớ đi theo cậu. Ừ, đi. Thế để em làm trọng tài cho ạ. Bây giờ là cuộc chiến giữa đại tỷ và Hằng Hóng Hớt. Đây, hai bên, mỗi bên có 10 quả bóng. Ai chọc thủng được 10 quả bóng trước, bên đó giành chiến thắng. Sợ chưa, sợ chưa? Sợ gì đâu Hằng ơi đi. Có gì đâu mà phải sợ. Nếu mà cậu là trùng trường thật ấy thì mời cậu đi trước. Ok. Đại tỷ ơi, cố lên. Đại tỷ ơi, cố lên. Được có một thôi ạ. Một thì một chứ sao. Một quả. Đến lượt tớ. Cũng chỉ một thôi, chẳng hơn được mình đâu. Hả? Sáu á? Một, hai, ba quả này. Bốn quả, năm quả, sáu quả. Sáu quả rồi. Sáu à? Lần này á, mình phải lắc vào 9 luôn. Cho hết cái đống bóng này luôn. Này đại tỷ ơi, làm gì có xúc xích nào 9 chấm. Anh nhầm, xúc sắc nào 9 chấm. Đại tỷ ơi, cố lên đại tỷ. Sáu nhá. Trời ơi, có 2 chấm cô ạ. Không sao, hai cũng được. Quan nhiều lần mà. Em chọc chưa? Một quả, hai quả. Đó đến lượt mình. Chưa chắc đâu. Hằng ơi, cố lên Hằng ơi, cố lên. Ôi, ba. Ba quả cũng được, mình chỉ còn một quả thôi. Một, hai, ba. Ui,
Sao mà mình vẫn còn bày quá cơ? Không sao, cố lên đại tí. Lần này xúc sắc được vào 6 lượt là mình có thể cân bằng được thôi. Ừ, đúng rồi. Mình mà vào 6 là cũng còn một quả, thế là cũng bằng hẳn. Đại tí cố lên, đại tí cố lên. 6 đi. 6, 2, ôi ôi ôi, lại 2 nữa. Ờ, sao lại thế nhỉ? 1 quả, 2 quả, đại tí chán thế. Đến lượt đội của mình. Ôi, lại 6 kìa. Nhưng mà mình còn một quả thôi. Cô Tóc Cần, bên mặt tớ chọc hộ bóng không? Tôi không cần đâu, để tớ chọc. Kết thúc trò chơi 1, đội của mình là người chiến thắng. Hoàng Hóng ơi, giành chiến thắng. Yeah. Thôi được rồi, trò thứ nhất tớ sẽ thua cậu. Trò thứ hai tớ không thể nào thua cậu được. Trò thứ hai là... Trò thứ hai á, không được. Trò thứ nhất là cậu đưa ra luật chơi rồi. Giờ á, trò thứ hai phải là của tớ. Được rồi, thứ nhất thì tớ ra, lần thứ hai thì tớ cho cậu. Chắc gì cậu đã thắng được tớ. Cậu rồi, phải nghĩ cái gì khó khó vào nha. Trò thứ hai này ấy, rất là đơn giản luôn. Đó chính là trò thi nhảy xa. Ôi giời ơi, đơn giản. Chân tớ như thế này, tớ nhảy kiểu gì thắng cậu rồi. Đây, đây chính là vạch xuất phát bắt đầu. Chúng mình sẽ tính từ vạch này nhá. Ai nhảy xa hơn người đó giành chiến thắng. Thế trò này, để tớ nhảy trước cho. Không được, tớ là chủ trường, tớ phải nhảy trước chứ. Dạ ha. Ừ, thì thôi cậu nhảy đi. Được rồi, xem tớ đây. Hóa ra là đại tỷ đi lấy đà xa như kia. Đừng để cho xa mà. Cố lên đại tỷ. À, sao của tớ lại ngã thế này? Bây giờ tớ nhảy nhầm, tớ chỉ lấy đà từ đây thôi, cho tớ nhảy lại. Được, chỉ được nhảy một lần thôi chứ, đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi, giờ đến lượt tớ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.